Xin chào các bạn, mình là Học và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn dạy thêm một vật thể mới các bạn ha. Đây là một cái vật thể mà nó có hình học. Đây thì mình khó rất là khó tạo ra một cái khung tổng quát cho nên là mình sẽ đi giải vào chi tiết bằng cái phương pháp giải 2D. Ở đây mình tạo ra một cái khung vậy rồi. Các bạn sẽ làm gì theo các bạn? Đúng rồi, các bạn sẽ tiến hành đo lại chẳng hạn như là thì mình đã đo rồi các bạn. Các bạn sẽ xóa bỏ đi. Các bạn đánh lại cái phần này nè ha. Cái đó là cái tập bình chọn để các bạn gộp lại bằng cái này. Đây các bạn sẽ thấy nó dài lên là 8 ly. Các bạn sẽ cho nó lên 8 ly á. Nhầm lên rồi. Rồi các bạn sẽ thấy xác định ở đây là một cái phần giữa chia là 12 ly ha. Các bạn dùng lên với các bạn. Đúng rồi, thì xoay qua xoay lại nó cũng có mấy cái lệnh vậy thôi. Mít đúng rồi. Ta cho là 12, tức là mỗi bên là 6 đi các bạn. Dùng cái lệnh này mười hai rồi đó. Được, các bạn làm gì, các bạn đánh điểm cho nó. Mục đích đánh điểm cho nó dễ định vị thôi các bạn. Thấy bên trong nó có một cái độ dài là 40 và bề dài của nó là 10, chiều cao của nó là 32. Làm lần lượt từ từ ha các bạn ha. 40 thì các bạn dạy một bên là 20 ha. Các bạn nên thường xuyên đo lại để tránh nó bị nhầm lẫn các bạn ha. Chính xác rồi đó.
Rồi các bạn sẽ tạo ra một cái chiều cao là 32. Rồi ok. Ở đây thì các bạn có thể hoàn toàn có thể tạo ra một mặt phẳng được rồi. Rồi các bạn sẽ cho nó vô là 10 đúng không? Để ra cái hình bên này rồi đó. Mặt phẳng bên này các bạn bỏ đi các bạn các bạn làm gì nữa các bạn? Bạn sẽ copy cái này ở chế độ mid đúng không? Để tạo ra một cái đường mà nó chạy ngang vậy á, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt phẳng. Sau đó các bạn sẽ làm gì nữa các bạn? Các bạn chỉ việc mà mình đi rồi. Rồi các bạn sẽ làm gì nữa các bạn? Các bạn sẽ bung cái hình này ra. Bung ra rồi bung tiếp bung tiếp sẽ chọn những cái hình mà chúng ta cần cắt thôi sẽ tiến hành cắt. Được, bên trong này cũng chúng ta vẫn cắt các bạn.
vang cho toàn bộ và các bạn sẽ xóa phần bên trong. Tí nữa chúng ta không có mất thời gian nữa mà quay lại nữa, và xóa đi. Rồi con bung ra hoàn toàn. Rồi, nhìn rất là hợp lý rồi đó. Sau đó các bạn sẽ tạo ra một cái đường có chiều dài là 32 tính từ cái khu vực này, đúng không? Sau đó các bạn sẽ vẽ một cái đường tròn có cái phi 20 và 30 thế này. Các bạn sẽ tiến hành vẽ ha. Nằm ở chỗ này. Đạo kéo dài là bao nhiêu? 32 nữa. Vậy là R10 và R15. Rồi sau đó các bạn sẽ nối nó lại. Nó chỉ nối ở cái phần đất mình, cái điểm nó góc trái các bạn ha. Rồi đó. Rồi, ok. Các bạn sử dụng lệnh mirror. Ok. Như lúc nãy thì chúng ta sẽ khoan các bạn, khoan xóa cái đường này đi ha. Chúng ta còn vẽ nó lên trên mà. Các bạn thấy là dưới này 10, trên này 10, tức là tổng cộng cái độ dài của nó là, độ cao của nó là như các bạn 20. Mình dùng một cái mặt phẳng này dựng lên là 20 nha. Tiếp đây chúng ta sẽ cắt sao, gỡ nó đi, hại nó đi, rồi phần này bỏ. Chúng ta sẽ cắt bỏ nó đi. Rồi trở nó lại, các bạn sẽ dùng cái lệnh này x. Và vì tại sao không? Tại vì chúng ta chưa tạo ra một cái hình khiếp kính các bạn ha. Rồi.
sẽ cho nó lên 10. Bạn sẽ xuống 10 nhưng phải lên 10 bạn. Xuống là 10 nha. Xóa đi. Thế kệ nó, tí nữa mình sẽ chỉnh nó sao. Rồi các bạn làm gì được các bạn. Bung nó ra. Bung cái hình này ra. Chúng ta sẽ đi giải quyết nó trước. Bạn bung hình này ra. Chúng ta sẽ ráp nó vô sao ha. Các bạn sẽ chọn cái đoạn này. Giờ chúng ta sẽ cắt phần dưới. Bạn sẽ mở nó ra. Bạn sẽ miếng phía trong này còn thiết không các bạn? Không, chúng ta sẽ lợi dụng nó, chúng ta dễ thôi chứ nó không cần thiết. Rồi các bạn sẽ làm gì tiếp theo? Bạn di chuyển nó và dùng lệnh move chứ không phải copy nha các bạn, lệnh move đó. Xóa bên trong rộng rất tốt. Rồi các bạn sẽ tiến hành gộp lại ha. Phía dưới nữa. Các bạn có thấy bên này nó thừa ra không? Các chữ thừa là những chữ cắt bỏ hết. Thừa nó sẽ ở lại ha. Bạn làm gì là các bạn xóa nó đi.
Các bạn so sánh với cái hình góc ha, một lần nữa để bạn kiểm tra lại. Kỹ tính các bạn sẽ đo kích thước lại. Đúng rồi các bạn. Vậy vậy thì mình đã hoàn thành xong một bài tập nữa cho các bạn ha. Mình sẽ bỏ vô bộ sưu tập trên này. Các bạn nhớ subscribe và nhớ hãy kết bạn với mình qua Facebook nha. Bye bye các bạn.